Xin chào bạn, chào mừng đã quay trở lại Relab. Ở một cái video lần trước thì anh Ngọc đã có làm một cái số đấu trường FPS về con chip Snapdragon 675 rồi. Và chúng ta cũng đã biết rằng cái sức mạnh của cái chip Snapdragon 675 thì nó mạnh hơn như thế nào so với cả con chip 660. Tuy nhiên thì với một con chip đầu cao hơn đó là Snapdragon 710 thì sao? Thì ngày hôm nay mình có mang đến hai chiếc máy để so sánh các bạn, để trả lời cho các bạn câu hỏi đó. Đó là Nokia 8.1 và Samsung Galaxy A70. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình bắt đầu cái số đấu trường FPS để xem rằng cái kết quả nó sẽ là như thế nào nhé. Ok, và nếu như các bạn đã quan tâm một trong hai chiếc máy này thì có thể tham khảo trên website của Cellphone S. Hiện tại đang có những mức giá rất là tốt cho cả hai chiếc máy này, đặc biệt là đối với cả cái chiếc Nokia 8.1 thì cái mức giá của nó đã rơi xuống đâu đó tầm khoảng có hơn 6.9 triệu mà thôi. Và mình sẽ để link ở ngay cái phần mô tả, các bạn có thể click vào đấy để biết những cái thông tin về cả hai chiếc máy này nhá. Và đầu tiên thì hãy cùng mình đến ngay đến với cái tựa game PUBG Mobile, một cái tựa game mà mình nghĩ rằng là đã quá là phổ thông rồi. Thì ở đây chúng ta đang có hai chiếc máy, và các bạn có thể thấy rằng là về cái phần đồ họa thì mình thấy rằng là cái chiếc Nokia 8.1 với chiếc Snapdragon 710 thì nó có cái đôi phần nó hơi sắc nét hơn một chút so với cả cái Galaxy A70 này. Có thể là do cái màn hình của cái chiếc máy này nó hơi to một chút, vì vậy nên là mình thấy rằng là nó hơi bị rỗ một chút. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn thấy được cái mức setting mặc định của cả hai máy. Cái mức đồ họa của cả hai máy khi mà bật game lên thì nó sẽ dừng lại ở cái mức HD, và cái mức tốc độ khung hình thì nó cũng sẽ dừng lại ở cái mức cao. Và mình cũng sẽ để test cái mức cấu hình này luôn. Ở đây thì mình cũng có bật cái khử răng cưa cũng như là tắt cái tự động điều chỉnh đồ họa. Và như các bạn thấy thì ở đây thì mình thấy rằng là cái về cái phần màu sắc thì ở trên chiếc A70 nó có đôi phần sáng hơn một chút so với cả cái chiếc Nokia 8.1 này, thì có thể là do cái tấm nền OLED nó đã hiển thị cái đồ họa có cái phần rực rỡ hơn một chút so với cả cái chiếc Nokia 8.1. Tôi nghĩ rằng là đây cũng là đôi chút cái lợi thế mà cái chiếc A70 này có thể mang lại. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử nhảy dù xuống nhá để xem hai máy có mượt không. Thì cái lúc này thì các bạn có thấy rằng là cái chiếc Samsung Galaxy A70 nó đã có hơi một chút khựng nhẹ. Đó, các bạn thấy không? Xuống 26 đến 28 FPS rồi, trong khi đó thì với con chip 710 thì chúng ta vẫn có cái mức FPS nó dao động trong khoảng 29-30. Đó. Đó, xuống tận 25 rồi. Còn ở trên cái chiếc Nokia 8.1 thì FPS nó vẫn là như thế thôi. Nó như vậy là có thể thấy được cái sự nhỉnh hơn đôi chút từ con chip Snapdragon 710. Bây giờ thì FPS đang ổn định ở mức 30, nhưng bên này thì xuống 17 này rồi các bạn này. Khá là khó hiểu. Bây giờ thì đến cái trải nghiệm chạy nào. Chạy ở ngoài đồng này. Đó, như bạn thấy thì cả hai máy vẫn đều khá là mượt mà trong cái mức setting này. Ở chiếc Nokia 8.1 thì đã hơi giật một xíu, tuy nhiên thì nó là không đáng kể. Chạy ngoài đồng vẫn rất mượt. Bây giờ mình sẽ vào loot đồ đối với cả chiếc A70 nhé. Đây, loot đồ không hề có hiện tượng giật. Loot đồ đối với cả chiếc 8.1 cũng là như vậy, không hề có cái hiện tượng giật lag gì. Rồi, có người rồi, bây giờ thì mình sẽ combat nhá. Bắn này, combat đối với cả chiếc A70 không có hiện tượng giật lag gì. Tiếp tục loot đồ đối với cả 8.1 này. Ok, khá là mượt. A70 loot đồ. À, hơi có hiện tượng giật xuống 28 FPS rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lái xe để xem. Hơi có hiện tượng giật xuống 26 FPS rồi các bạn. Như vậy là cái độ ổn định nó không thể nào mà bằng được ở chiếc Nokia 8.1. Như vậy là khi mà mình combat thế này thì ở cái chiếc A70 đã có hiện tượng giật khá sâu, 25-26 và chưa lên được 30 này. Lái xe như vậy vẫn khá là ổn định. Đây, nhưng mà cái chiếc A70 này đã giật xuống 24 FPS này, trong khi đó thì Nokia 8.1 vẫn ở lại ở mức 30. Cũng có hiện tượng giật, nhưng mà cái chiếc A70 này giật sâu hơn này, 24 này, trong khi bên này vẫn là 30 này. Như bạn thấy thì khi mà đổi chỗ thì chiếc máy này cũng giật xuống 26, nhưng mà bên này thì xuống tận 24 này. Đó, vẫn giật hơn. Như vậy là chip 675 thì vẫn hơi mất ổn định hơn một chút so với cả chip 710. Bây giờ mình sẽ sang một cái mức thiết lập khác nhá. Thì mình sẽ để ở cái mức smooth cộng với cả tốc độ khung hình là cực cao này. Ok, như vậy là Nokia 8.1 vẫn có cái FPS nó cao hơn. À, nhưng mà nó hơi giật xuống một chút rồi. Nó vẫn là cao hơn so với cả cái chiếc Galaxy A70 này.
Như vậy là đối với cả tựa game PUBG Mobile này thì cá nhân mình thấy rằng là chiếc Nokia 8.1 nó vẫn có đôi chút FPS nó nhỉnh hơn so với cả cái chiếc Galaxy A70 con chiếc Snapdragon 675 này. Và nếu như mà các bạn chơi ở cái mức setting đó là smooth cộng với cả tốc độ frame rate là cực cao thì mình thấy rằng là cái chiếc Nokia 8.1 nó vẫn sẽ có cái đôi chút gì đó mượt hơn. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái tựa game tiếp theo, đó là Liên Quân Mobile nhá. Và bây giờ thì mình đã vào game và mình đang để mắt cấu hình của cả hai máy và hãy xem rằng là đối với cả một cái tựa game nó không quá nặng kiểu là Liên Quân Mobile thì hai chiếc máy này nó sẽ xử lý như nào nhá. Thì như bạn thấy rằng là hiện tại thì cả hai nó vẫn đều ở cái mức 60 FPS. Và bây giờ mình đang combat trong cùng một điều kiện thì mình thấy rằng là cái chiếc A70 đã có lúc tụt xuống khoảng 58 FPS rồi. 56, à bên này cũng tụt này, vẫn tương đối đều. À bây giờ thì mình thấy rằng là có đôi lúc cái chiếc Nokia 8.1 này giật hơn một chút so với cả cái chiếc A70 này trong tựa game Liên Quân Mobile. Có thể là do cái tối ưu của cái chiếc Nokia 8.1 này nó không bằng. Ok, lại cùng vào combat nào. Đó. Các bạn thấy không? Cái chiếc Nokia 8.1 vẫn hơi có hiện tượng giật lag một chút. Ok, cái pha combat vừa nãy thì cái chiếc Nokia 8.1 này nó còn giật hơn so với cả cái chiếc A70. Như vậy là có thể kết luận rằng là đối với cả tựa game Liên Quân Mobile thì con chip Snapdragon 710 tối ưu chưa tốt bằng con chip Snapdragon 675. Và vừa rồi thì mình đã hoàn thành cái bài test đấu trường FPS đối với cả con chip Snapdragon 710 trên chiếc Nokia 8.1 và con chip Snapdragon 675 trên chiếc Galaxy A70. Thì cá nhân mình thấy rằng là nếu như bạn cần một cái chiếc máy mà có thể chơi được những cái tựa game với cái mức yêu cầu đồ họa cao như kiểu là PUBG Mobile thì cái chiếc Nokia 8.1 này nó cho mình một cái FPS nó cao hơn, nó ổn định hơn, cũng như là đồ họa có cái phần rõ nét hơn. Nhưng về cái phần tối ưu phần mềm thì mình thấy rằng là cái chiếc A70 này cho mình cái cảm giác nó tốt hơn so với cả cái chiếc Nokia 8.1 này. Vì nếu như bạn nhìn một cái tựa game nhẹ hơn như kiểu là Liên Quân Mobile thì cái chiếc Galaxy A70 lại cho một cái số FPS nó đều hơn và nó ổn định hơn. Như vậy thì mình đánh giá rằng là cả hai con chip này nó không có cái sự khác biệt nhiều. Và nếu như bạn cần một cái sự ổn định cũng như là cái sự tối ưu tốt về phần mềm thì 675. Còn các bạn cần một cái sự xử lý đồ ạ, đặc biệt là cho tựa game PUBG thì Snapdragon 710 sẽ là sự lựa chọn tốt hơn. Và nếu như bạn đang quan tâm một trong hai chiếc máy này thì có thể tham khảo tại website của Cellphone S. Hiện tại đang có rất là nhiều chương trình hấp dẫn đi kèm với cả hai chiếc máy này, đặc biệt là đối với cả cái chiếc Nokia 8.1 thì cái mức giá của nó thì nó chỉ loanh quanh đâu đó tầm khoảng 6.9 triệu mà thôi. Và mình sẽ để link ở ngay phần mô tả bên dưới nhá. Và video đấu trường FPS ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn like, subscribe cũng như là ấn nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ video nào bọn mình ra trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Và con chip Snapdragon 675. Xin chào bạn. Và vừa rồi thì mình đã hoàn thành cái bài test